Dạo này nổi tiếng quá anh hay thấy gặp. À, đây là anh là tên gì nhỉ? Mình Thiên Hạ, Quỳnh Thiên Hạ. Quỳnh Thiên Hạ. À, chứ anh về nhà lâu chưa? Mới hôm qua kia. Hôm kia à, đây là đi bộ à, tính là bao nhiêu ngày? Độ mất 4 5 ngày. 4 5 ngày. Sống trong chùa Pháp Là từ cái ngày mà á. Đi ở Tiền Giang là Tiền Giang. về đâu? Về chùa Pháp. Về chùa Hoằng Pháp. Còn nghe nói là mình đi ra Hà Nội nữa mà là hồi nào? Là Noel năm ngoái À, đi ra Hà Nội cái mục đích mình ra Hà Nội là để làm cái gì? thì tìm việc làm sinh sống thôi. Ra Tìm ngoài rửa xe hơi là tìm việc làm mà lại dắt cả mẹ đi. đó. Chứ mình có lo được cho mẹ không? Có Có chỗ luôn hả? ăn cho ở trong ngủ. À, là mục đích mình ra Hà Nội để tìm việc làm. Chứ ở trong đây là không, mình không không tìm được việc làm ở trong Dạ đây đúng á. rồi. À, trong đây là coi như không có việc làm. Thất nghiệp dài dài. Bình thường mình có nhậu nhẹt gì không? Dạ. Bình thường có nhậu không? Có Được uống không? rượu không? Hai uống vài chung rồi. Uống vài chung Còn nè. còn tỉnh rồi. Còn nói chuyện được. À, uống cỡ bao nhiêu lon là say? 4 5 chung ly nhỏ rồi. Uống rượu không phải uống bia hả? Rượu. Thích uống rượu hay uống bia? Uống bia hơn. Thích uống Uống bia hả? bia 1 2 lon. Một vài lon có say chưa? Mà 2 lon đỏ mà. Đã đỏ Tức mặt là thôi. giờ mình định kiếm việc làm ở đâu chưa? Thì anh kia nó giới thiệu việc làm 3 ngày nữa. 3 ngày nữa Dạ. là đi làm. Dạ. Còn ví dụ như là ra sao mà là cái mình lại dẫn mẹ mình đi coi như khắp đi vậy? Thế cái nguyên nhân gì mà mình cứ dẫn mẹ mình đi khắp đi vậy? Cố gắng sống vui bên mẹ thôi. À, Dạ. là mình cố gắng sống vui bên mẹ. Dạ. Thế là như thế này, anh cũng mới nghe ông bác kể là em với bác là cũng có hay cãi nhau với đánh lộn không? Có đánh lộn đúng không? Thì tại sao mà mình là con mà mình lại đánh cha? Đâu phải, chỉ có mẹ lo cho mình thôi. Không, cái chuyện mà con đánh cha kìa, anh muốn hỏi cái chuyện đó kìa. Sao vậy? Cái đó mình biết mình sai không? Không, chỉ có mẹ lo cho mình. À, Nói chuyện với mẹ. ý là từ đó Ngoài ra không giờ nói chuyện với ấy là từ từ nhỏ giờ là phải biết mẹ thôi, đúng không? không không có biết cha. Thì đi sao dẫn mẹ đi dài bao nhiêu lần như vậy, thấy mẹ ốm yếu thì mẹ không thương mẹ hay sao? Cơm miếu trong Ừ. chùa Pháp, ngủ trong chùa Pháp, ăn uống Thấy sao mẹ bơ phờ quá à? Em thấy xuống sắc quá trời mà. bà này là thấy là cái nhiệt còn xương với da không. Anh biết đi đi như vậy là đau chân lắm không? Dẫn mẹ mình đi vậy á, đau chân. À, anh đi chơi vậy anh có thấy đau chân không? Không đi bình thường, đi À, bình thường anh đi bình thường mình tại là vì thanh niên đang coi như có sức khỏe, mình có thể là đi được một ngày 10 km 20 km, nhưng mà mẹ mình là giờ già yếu rồi, đi chỉ có không bằng nửa mình thôi. Mình mà dẫn mẹ mình đi như vậy là thứ nhất á, là coi như cha mình ở nhà là rất lo, vì mẹ mình là cũng có cái chứng bệnh tâm thần, em có biết không? Biết biết mẹ mình là có bị tâm thần không? có Có biết hả? biết vậy xong để mẹ ở nhà dẫn mày đi vậy, lỡ thì mẹ đi ra đường mà xe cộ qua lại mẹ băng qua đường này kia sao? Lỡ chung sống nhiều hơn mẹ thôi. ý là bên bên mẹ Ừ. vậy, rồi ăn uống có lo cho mẹ Trong chùa Pháp thì có mấy thầy lo. không? Đang nói là cái ngày bình thường mà đi ngoài đường á mình đi. Không, bữa giờ sống trong chùa Pháp không chứ đâu có sống ngoài đường. Em dắt mẹ đi bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần? Ba bốn lần rồi. Một lần đi là hình như nửa tháng, một tháng không con? Dạ. Tại sao, lý do gì sao mà tự nhiên mà không để có nhà cửa đẹp như thế Nhà này cửa thì hả? rộng rãi vậy. Vậy sao không để cho mẹ ở nhà mà Đó. dẫn mẹ đi? Hello, muốn sống chung với mẹ không? À, lâu lâu muốn sống chung với mẹ à? Thì ở nhà thì em cũng sống chung với mẹ chứ sao, chứ đâu có phải là ở nhà em sống riêng với mẹ đâu.
đúng không? Em ở nhà thì em cũng sống chung với mẹ chứ đâu phải là em sống riêng đâu. Mình giờ là lớn rồi, mình quay lại để mà coi như làm lo cho cha cho mẹ, để mà báo hiếu cha mẹ, chứ đừng có giận mẹ đi như vậy nữa, em hiểu không? Bất kể người con nào vậy cả, anh nghe thấy là coi như bác nói là nếu như mà nói tới á là coi như em với bác lại đánh nhau, có đánh ông tét mắt rồi đúng không? Em khỏe vậy hả? Bình thường Hả? nó khỏe thôi. Đâu, Ủa sao là sao là phải mạnh vậy, đánh cha mình tét mắt luôn? Còn đang đã đánh nhiều lần không? Rồi những ngày tháng mà dẫn mẹ mình đi vậy á, thì đôi khi anh có nghĩ lại suy nghĩ là mẹ mình già cả rồi mình dẫn Không, mẹ gì khổ không? mẹ vẫn sống vui sống hạnh phúc trong chùa với mình thôi. Mình vẫn sống vui hạnh phúc Chứ đâu có sống ngoài được. chứ sao em thấy ở ngoài đường anh nằm chung cái võng người ta cho những cô chú anh chị cho cái võng, Chứ cái mà nằm nằm ở Đó ngoài đường bắt cái võng nó là sao? cái đó cái đó là là chùa tối luôn hả? tối trong chùa không cho ngủ lại nên cột võng ngủ hả? Thì Nên là đó, thì đó, cái ở trong chùa người ta đã không cho ngủ lại rồi, đúng rồi. thì coi như ở khi mà đi ra đường á là đêm hôm mình nằm ở bờ bụi á là nó rất nguy hiểm, em biết điều đó đó, nó rất nguy hiểm. Ví dụ ở nguy hiểm cho em là đành, nguy hiểm cho mẹ em nữa, vì mẹ em có thể ví dụ như là tối ngủ em ngủ quên đi cái thôi là coi như mẹ lỡ mai mẹ tỉnh mẹ dậy mẹ đi thì cái em đâu biết được giờ mình đang sức ăn sức ngủ, đúng không? Như như vậy là em thấy em đúng em sai này. Em thử coi như nhận xét cái, như vậy là Nó em đúng em sửa lại sai mốt ở nhà không hả? dẫn đi nữa Nếu như mà em mà dẫn đi nữa là coi như là sao? Em có hứa không? Hứa với cộng đồng, hứa với coi như bọn anh ở đây là em không dẫn mẹ em đi nữa không? thì thấy anh không dẫn đi nữa Em nhớ nha. nói là giữ lời Đó. nha, bây giờ anh đi tới đâu là tất cả những anh em của em cũng tìm ra hết, không bao giờ chị thất nổi ha. Nói chung là những cô chú anh chị khi mà xem á, là đều thấy hết rồi, đều biết hết rất rõ về anh và mẹ. Nhưng có một điều rằng là tất cả quý cô chú anh chị là cho em hỏi anh là trong cái thâm tâm và trong cái suy nghĩ của anh á, vì lý do gì mà mình phải dẫn của mẹ mẹ mình, chính người mà đẻ ra mình á, mà già cả rồi mà tinh thần của mẹ lại không còn ổn định nữa mà dẫn đi một thời gian khá là dài, bên cạnh đó thì anh lại ngủ chung giọng với mẹ mình, là vì lý do sao mình lại ngủ chung giọng với mẹ mình như vậy? Sống bên mẹ vậy thôi, sống hạnh phúc bên mẹ. Vâng, cái sự mà sống hạnh phúc bên mẹ thì ở đây có nhà có cửa đàng hoàng đúng không ạ? Và tại sao anh không có ở nhà mà đi làm những công việc như là bưng bê phở đồ, có thể mình lo cho mẹ mình, do còn nhất thiết là mình phải hành xác mẹ mình liên Nó tục người hay ta sao không vậy? có tiền. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 31 tuổi. 31 tuổi. Cái tuổi 31 á, thì đã là trưởng thành rồi anh trai, Đúng rồi, là cái tuổi thành đã lập gia đình thành rồi. lập gia đình rồi và đã biết rất là nhiều cái suy nghĩ Để rồi. mà quay lại để mà báo hiếu cha báo hiếu mẹ rồi, chứ không phải là cái tuổi đó là cái tuổi đang ăn chơi như cái tuổi trẻ trâu mới 15 16 tuổi đó, anh nói em biết vậy. Rồi cho em hỏi hơn thêm á, là trong cái tâm trí của anh, trong cái đầu anh có được bình thường không? Em hỏi Không bình thường thiệt, là rất là bình có thường, rất là khỏe mạnh ha, mình học có là tay lên chân đồ lớp này kia là mình khỏe mạnh không? mới. Cảm ơn. Khỏe mạnh hết đúng không? Khỏe mạnh đánh cha toét mắt rồi chứ không khỏe mạnh sao đánh cha tét mắt được. Vậy là đánh cha của mình tét tét mắt luôn Thì đánh mình đánh lại, đánh mình trước mình mà. sai. đánh mình là mình đánh lại liền. Rồi có đánh mẹ không hồi đó vậy? Có Dắt mẹ đi có tiền sao đánh đâu, lỡ khi khống chế danh hả? hay khống chế là bình thường, Nó không chết, có khống chế không? mẹ vẫn đi theo mình sống vui sống khỏe hơn. Trong khỏe Nếu thôi chứ không khống chế như hả? mà bên phía cơ quan chức năng mà chỉ cần biết em khống chế mẹ em mà coi như đi ra đường để coi như lợi dụng để xin tiền thôi là em biết cái hậu quả của em như thế nào, em biết Không 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 chết để không? mẹ dẫn Không, đi theo mình mà. đó là anh nói là ví dụ, nhưng mà em mà khống chế thì em biết cái hậu quả như thế nào không? Đâu không chết mẹ dẫn thích đi không mình thì đi không mình giờ hết đi rồi. Vì là mẹ đi theo em á
là rất nguy hiểm và rất mệt, nên là mẹ muốn về nhà ở với ba. Em thấy không, giờ ba đi làm sáng ra phải chở mẹ đi theo, sợ mẹ ở nhà là em dẫn đi tiếp, mà chắc là có những cái tình trạng mà để ở nhà chắc em dẫn đi luôn, đúng không? Dẫn đi luôn hả? Có dẫn đi không? Năm giờ hết rồi, Hết rồi. nhà bình thường. Rất là coi như cái bữa mà cha con đánh nhau là em lấy cái gì em đánh cha, mà coi như tét mắt rồi. Mình đánh lại thì thôi. Không, em lấy cái gì em đánh á? Đánh Tay. bằng tay hay là coi như em dùng cái hung khí gì em Bằng đánh? tay. Đánh bằng tay mà tét được mắt luôn. Vậy là coi như đã xin lỗi cha chưa? Nói chuyện gì lắm. Sống bình thường đâu nói chuyện gì. Không nói chuyện luôn. Là em dẫn mẹ đi rồi cha nói, rồi bắt đầu hai cha con cự cãi. Là giờ là bình thường, là từ trước nay là em không đi làm gì hết, không có việc làm luôn. Ở đây rất nhiều công ăn việc làm mà sao em kiếm không ra việc là sao? Không ai quen biết giới thiệu gì đâu mà có việc làm. Anh sợ là coi như có việc mà em không muốn làm á chứ. Việc nào mới được? Rất nhiều việc để mà mình làm kiếm tiền. Ở đây không có thiếu gì việc để mà kiếm tiền. Ví dụ như cái sức khỏe mình ít thì mình kiếm tiền ít. Đây, ví dụ là tùy theo cái công việc của mình làm. Như bọn anh nha, thì cũng theo dõi được những cái video của anh Hóng Biến, cũng như là của anh Tuấn. Từ em dẫn mẹ từ dưới Tiền Giang đi coi như về Củ Chi là đi bộ luôn hả, hay Không, đi xe buýt mà. Đi xe buýt về chỗ Pháp. là mình đi xuống miền Tây là đi từ đâu? Mình cái ngày xuất phát là em là từ nhà là đi đến đâu, em kể anh nghe xem. Từ Mỹ Tho đi đi xe buýt đến chỗ Pháp vậy thôi. Mỹ Tho. Gần Châu Thành, Tiền Giang. Chứ chưa chưa đi xuống Cà Mau hả? Chưa. Còn còn cái ngày mà đi ra Hà Nội là đi bằng cái gì? Nhưng mà xe buýt luôn Mình trả tiền hả? Hay là thì mình bến đi xe xe? miền đông Là mình trả tiền luôn mình cho hả? tiền. Ra tới Hà Nội. Đi tới Hà Nội, anh ra tới Hà Nội. Trên đoạn đường anh đi ra Hà Nội là anh đi chỉ khoảng gì, xe xe đò hả? Đi xe buýt. À, xe buýt ra Hà Nội hả? Vậy là từ ở trong này mà có xe buýt ra tới Hà Nội luôn. Em chưa có đi xe buýt mà từ đây ra Hà Nội luôn anh. Anh đi vậy anh thấy cái đoạn đường di chuyển nó dễ không? Dễ Dễ. dễ dàng, đi 4-5 tiếng là tới. 4-5 tiếng là từ 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 đây từ nhà mình đó hen, từ nhà mình nó tới Hà Nội 4-5 tiếng. Từ nhà mình ra tới Hà Nội bốn Không, năm tiếng bến xe hả? miền đông. Từ xe miền đông đó Đúng hen, rồi từ bến xe miền Đông ra Hà Nội 4-5 tiếng đồng đúng hồ rồi hả? đúng rồi 5 tiếng đồng hồ Đi bằng gì? xe buýt đó, chạy nhanh lắm. Xe buýt đó hen. Nói thật chứ nói giả hả? Trời, ra ngoài Đi máy bay là có 4 tiếng hồ à? Đi máy bay là 2 tiếng á, mà đi xe buýt đây ra từ bến xe miền năm Đông, tiếng từ gần bến năm xe miền tiếng Đông ra Hà Nội gần 5 tiếng đồng hồ. Nó có ổn định không đấy trời? Chắc là không ổn định nữa này. gần bến xe Mỹ Đình chứ đâu. Ra tới bến xe Mỹ Đình Đúng luôn. rồi. Này coi Này như khổ em ông bà rồi. thấy hơi bất ngờ nha. Từ bến xe miền Đông mà ra tới Hà Nội mà chỉ có 4-5 tiếng là em hơi bất ngờ á. 5 tiếng đồng hồ. Mà có đúng thực sự ra Hà Nội không? Nói chứ đi nữa, bến xe Mỹ Đình. Em có tỉnh táo không đó? Tỉnh không Nó định nó hỏi nó tới tắt quá nên nó Là hỏi tới tấp rồi là coi như không định được phương hướng hả? nói chuyện bình thường đó đâu. Cái này không bình thường rồi. Đúng đúng không bình thường. Dạy khổ ông bà rồi. Nên là ông lo đúng không? Ông là coi như để nhà là trước sau là coi như em cũng dẫn bà đi à. Đúng không? Kiểu kiểu gì em dẫn bà đi. Không, từ đây tới hết rồi.
này, lần từ nay là đi em mà dẫn bà đi một lần nữa nè, nghe chưa? Riêng cái bọn điệp viên của bọn anh rải khắp 63 tỉnh thành, bắt sống em bất kể lúc nào cũng được, em có tin không? Em có tin không nè? Bắt sống em bất kể lúc nào cũng được luôn. Đấy, đó là cái việc làm em làm là việc làm sai trái đối với một người làm con làm cái. Vì là mẹ mình đã coi như được không bình thường được như bao người mẹ khác. Mình là con, đến bây giờ là mình phải quay lại để mà báo hiếu cho cha cho mẹ. Mình phải đổ sức lao động ra để mà làm, mà nuôi cha nuôi mẹ. Cha thì hơn 60 tuổi rồi, giờ là coi như 4 giờ sáng là phải dậy đi làm. Nhà thì có một mình em thôi. Mà em là coi như làm là em lại không lo đi làm, mà em lại coi như lo ăn nhậu. Em có đánh chủ đề không? Không nói số tiền thôi quen biết đâu đi lộn Em có đánh bài không? không Không đánh bài. Có đánh bi da không? không Có đá gà không? Có nhậu không anh? Có Nhậu thì nhậu không? có, Uống rượu 4 năm chung thì thôi. 4 năm chung nó hèn. 4 năm chung là say chưa? Giờ uống Chưa không? chưa sao Giờ uống không? Mua ít về uống nha. không Anh em mình uống. Đỏ chưa? hả Mặt đỏ chưa? Đó đó rồi là có uống rồi nó hèn. đúng rồi À Tiền đâu uống? hả Tiền lấy tiền đâu uống? Tiền Không đi bạn được lo, hả? bạn lo bạn lo hả? Trời, Em nhiều bạn không? cũng một hai người một hai người Có bạn giang hồ không? Bình thường không? Không có thằng nào giang hồ đâu. không giang hồ sao mình em mình giang hồ vậy, đánh da luôn kia. Chơi 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 lâu chưa anh? Ý Lâu là nói rồi, về bạn đó, chơi với anh lâu chưa? lâu rồi, Bao nhiêu gần rồi? 10 năm rồi. Ui trời, mười năm rồi hả? Có hồi nào khuyên em về chăm sóc cha mẹ không? Không Nó không khuyên em về chăm sóc cha mẹ luôn. thì lại uống rượu bình thường thôi. Nó có hồi nào mà nó bảo là coi như về dẫn mẹ em đi ăn xin cho nhiều tiền không? Nó dẫn đi, nó dẫn đi sinh sống như chùa Pháp á. À, đóng lên chùa luôn. Thì Đúng. ở tham bữa em nói Sao là nhà có ở mà sao em không ở mà là vô chùa Pháp rồi? thì sống chung với mẹ cho vui thôi. Quả thì ở anh đã nói ở nhà cũng sống chung với mẹ mà, chứ đâu phải là em sống riêng với mẹ đâu, đúng Lâu không? lâu đi chùa Pháp chơi xong về. Em nói là lâu lâu dẫn mẹ đi chùa Pháp chơi thì coi như anh còn chấp nhận được, chứ còn em nói là mang mẹ vô chùa Pháp sống cho hạnh phúc á, thì là coi như cái đó là sai hoàn toàn. Vì là mẹ không muốn đi, mẹ chỉ muốn ở nhà để mà coi như sống với cha của em thôi đó. Mà đó là coi như cha cứ đi ra khỏi nhà cái là em lại dắt bà và em đi. Đây, đi rồi coi như cũng đâu phải là có một mình xuống chùa Hoàng Pháp không đâu, em đi lung tung beng hết chứ, đi từ coi như Tiền Giang rồi Mỹ Tho rồi em về Củ Chi rồi như em nói em ra tới Hà Nội luôn đó này. Nếu như mà có cái chương trình xuyên Việt đó, là coi như hai mẹ con em là đạt giải đấy. Đoạt không? Đoạt giải không? Em xác định đoạt được giải không? Người xuyên Việt hả? Người xuyên Việt lên truyền hình á, lên tivi á, người đi xuyên Việt. Thì nếu nếu mà có cái chương trình đó mà mời anh á, mà phỏng vấn á, thì anh có chịu không? Anh chịu lên Không, tivi sống bình thường thì thôi, cần chi lên đài không? Không, tại hôm bữa em có nghe là anh không muốn lên trên truyền hình và anh có một cái ước mơ là làm nhà báo phóng viên gì đó, có thiệt không anh? hình. Không, anh kêu nó là giới thiệu công việc làm, chở anh đi lương tháng 6 triệu. À, chở đi thôi, chở đi ha. À, tức là chở Là đi anh chứ không giới phải thiệu là việc truyền hình đó làm hen. thôi. Dạ. Thì Ủa công việc sao? đó anh có thích không? Có muốn Dạ thích. làm không? Đúng Ủa? không? Ví dụ như giờ anh hỏi em, ví dụ như giờ mà ba mà ngồi lại nói chuyện với em để cho em có thể là thay đổi cái bản tính để mà làm ăn chăm sóc cha mẹ thì em có đánh cha được không? Không, em chỉ làm ăn lâu chăm sóc cho mẹ thôi. Mười không đang nói là Ngoài ví dụ hai ra cha con ngồi lại nói chuyện với nhau á, mà ví dụ như là không ngồi lại nói chuyện, không học. không hợp là không ngồi được là em bỏ luôn ông luôn, ông ốm ông đau hay là ông như thế nào em không cần quan tâm. Không hợp đâu. Không hợp luôn. Ủa sao hôm bữa trong clip của anh không biết, anh có nói một câu là anh không có nhà cửa gì hết trơn. Lúc đó sống trong chùa mà À đâu lại phải lúc sống ở nhà. Ủa sao em nghe nói anh nói là mấy cô mấy gì là coi như là
là không có cho anh ở nhà đuổi anh rồi đi, tại vì người thân đó lúc đó chỉ thích sống chung với mẹ thôi, đó là ra, không mẹ ra đó, đó thôi, nhà cửa không quan trọng. Cho nói anh này cho em hỏi này, cái chú ngoài kia là có phải là cha ruột của anh không? Không biết đâu liên quan gì đâu, bé giờ không có. Từ bé giờ không liên quan, chứ ai nuôi em lớn? Bà ngoại nuôi. À bà ngoại là người là à. Là bà. Dạ, để hỏi bà ngoại xem nha. Dạ. Để hỏi bà ngoại. Thế con hỏi thăm ngoại xíu cho mẹ nha. Dạ. Con chào bà ngoại nha. Dạ chào ngoại. Bà ngoại có thể là cho con biết là từ nhỏ đến lớn là ai nuôi thằng em đây hả bà ngoại? Thôi hồi học lớp mấy nè? Lớp 1. Ở trường Dầm Cỏ Đông tiểu học á. À thì cha nuôi. Ừ. Rồi tới chừng học lớp 5. Năm ngoại cho năm bánh thì... da lợn. Để nói nghe. Rồi lên tới lớp 5 đó thì nhà nó cho bấm điện tử. Đó, nó với mẹ nó bấm điện tử, còn ba nó thì làm ở Solimex. Ừ. Dạ. Dạ, xin lỗi mà. Dạ. Đó, rồi lúc đó thì nhờ thì cho sống điện tử đó, thì sẽ bấm điện tử đó ăn. Dạ. Đó. Là mở quán điện tử đó. Dạ. À. Đó. Là mẹ mở quán điện tử. Dạ, mẹ nói với nó. Lúc đó mẹ nó chưa có bị tâm thần. À, cái này không 10 năm trước. Dạ. Cũng lâu rồi. Rồi tới chừng học lên lớp mấy đâu rồi. Lên lớp mấy là mới bán nhà. Lúc đó có nhà trển đàng hoàng. Nhà ở đâu vậy? Dạ ở đường Cao Lỗ. Quận 8, quận 8. Dạ, đường Cao Lỗ quận 8. Cái nhà đó cho bấm điện tử đó. À, bấm hồi thời đó thì bấm ăn gì. Bấm đâu có bấm dạ, tính chứ bấm không dạ, chiếm nha. Đó đó đó. Hồi thời đó thì máy đó đó. Dạ. Rồi sau này mới internet. Dạ, internet sau này. Tới chuyện internet là nghỉ rồi. Dạ. Vì lúc đó cho bấm thời đó nó lỗi thời rồi, cái dạ. Máy đó lỗi thời rồi dạ. Mới nghỉ mà cái thời gian mà cho bấm đó thì mấy người chơi đó họ ngày thường không có rảnh, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới rảnh, rồi thứ bảy chủ nhật lại chơi mẹ nó phải thức sáng đêm vậy đó dạ. Thét nó bị tâm thần à. Mẹ còn ba của ba em... nó thì đi làm cứ ngày làm ngày nghỉ ở Solimex á. À dạ. là làm bảo vệ đó hay là làm cái gì ạ? Dạ làm thủ kho. À làm thủ kho ngày làm ngày nghỉ là công dạ. Việc là ngày làm ngày nghỉ dạ. Đó là do công việc dạ. Rồi cái ngày làm á thì ăn quán đồ ngoài thì mất tiền lắm dạ. Rồi mỗi tháng đem tiền về đâu có đủ nuôi hai mẹ con nó nhờ cho bấm điện tử ăn à. Còn lúc đó thời gian đó thì tôi ở nhà nó đó. À, thì đó là coi như do công việc là lương nó thấp, dạ, là lương thấp nên, đó, là coi nhà, là, nên là không, dạ, không dư giả dạ, dạ. À, còn coi như, là cái tình cảm cha con là vẫn bình thường dạ, bình thường thì... cái chừng nghỉ cho bấm điện tử rồi đó rồi không đủ tiền ăn dạ. nó bán ở nhà rảnh ừ. Bán nhà mới dọn về đây nè. Tức là về đây ở bên ngoại lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Lâu rồi. Đó 15 năm. Dạ mười mấy năm rồi. Đó. Là cái lúc là em này là về đây là cũng đã mười mấy tuổi rồi. Dạ. Và từ khi mà nó về đây giờ là khi mà về đây là nó còn học không mà? Đại học lên đại học. Thì ông ngoại bà ngoại nuôi không à? Ngoại nó không nuôi, không đủ tiền nuôi. Bị mẹ nó bị tâm thần đó. Lo nuôi thấy, mẹ thấy chú là coi như cũng rất chịu khó đi làm dạ. Giờ nuôi vợ rồi. Thôi chứ còn không đủ tiền nuôi nó ăn học à. Ông ngoại bà ngoại nuôi không à. Là em đây là học cũng học đại học á hả? Dạ, đại học. Là em học đại học gì đó chỉ học lớp 12 mà không có bằng. Ôi con học đại học trường Văn Lang à. Học Văn Lang đâu có bằng đâu mà tính. Không có mà học thì học năm thứ mấy mình phải năm nói. Thứ hai đâu đó. Có bằng đâu à, là chưa là, có bằng mới là cũng vô đại học dạ. Học đúng không dạ. học ngày nghỉ gì thôi đâu có bằng cấp gì đâu là đi chơi hả mình có bên, ở nhà không? Mình bên đi chơi mình không học hả ngày học ngày nghỉ gì thôi về nhà ngủ
ngoài ngoài cho con hỏi ngoài ngoài thấy em được bình thường không? Con ngoài chia sẻ cho con nghe. Cái lúc về đây thì nó chắc nó mất ngủ nhiều ngày đó, nó buồn nghỉ học đó, em nghỉ học chứ đó nó học giỏi lắm đó. à. Cái lúc mà học cấp 1 á, nó được ba cái xuất sắc đó, ba cái bằng khen đó, à. ba cái xuất sắc đó. Hồi học cấp 1 á. Ngoài nhận xét sao mà coi như nhìn thấy em dẫn mẹ đi như vậy? Ở nhà hoài nó buồn rồi nó dẫn mẹ nó đi chơi cho vui rồi đó. Chỉ bị nghe bà con nói là mẹ nó ở nhà hoài, nhốt nhà hoài bị trầm cảm nên bị tâm thần, nên dẫn đi chơi cho nó vui gì đó nó mới hết cái bệnh, thì nhờ nó dẫn đi mẹ nó không rày mới hết cái bệnh đi tâm chợ thần. phát chứ đâu Nhờ dẫn đi chơi đó, mẹ nó mới hết cái bệnh tâm thần, bữa nay nó bình tĩnh lại đó. Trước trước rồi nó đập đồ ghê lắm, cái internet 17 triệu mà nó đập đập hư trơn vậy. Rồi điện thoại gì điện thoại những nó lấy nó liền, còn kinh nhà thằng này đi chùa xin về nó đem liền hết trơn à, nó bệnh nặng như vậy. Rồi bàn thờ những nó lấy hình của ông bà liền, đưa hương gì liền với đất hết trơn à. thì Nó đó nặng vậy. Rồi từ đó là ngày nào nó dẫn mẹ nó đi chơi tới giờ mẹ nó hết 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 liền đồ nữa, hết chửi nữa, trước chửi rồi chửi từ ông bà rồi bây giờ nó bình tĩnh hết chửi rồi. tại đi nhiều quá mệt liệt chứ không phải là cái nghề đi mà cái nghề tỉnh, cái này là phải có thuốc. Nó không có chửi nữa chứ không có là đập đồ nữa. Chơi vui bình thường lúc đó hết bệnh bưng đồ ăn lên cái nó liền, chợ mua đồ ngon không. là ngoại ví dụ như là em mà dẫn mẹ đi như vậy là ngoại có lo không? Lo chứ, lo giá ghê vậy, giá Phật mẹ Quan Âm rồi đó, giá vậy lắm. Đúng rồi, đi ra khỏi nhà một người á thì kiểu là không được bình thường, đó là một. Thứ hai nữa là coi như con á thì lại không lo làm đây mà dẫn mẹ đi như vậy, đi ra ngoài là rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là lạc đi, cái là khó tìm lắm đấy. Dù sao á là cũng là mẹ của mình, tốt nhất á là nên ở nhà em kiếm lấy một cái công ăn việc làm ổn định để mà có như nuôi mẹ nuôi cha Thì đây, nuôi bà mấy ngoại. anh chị giới thiệu công an việc làm. Vậy là anh chịu á hen, anh chịu vô làm chung với ảnh á hen. Thì anh tính là khi nào 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là đi làm á hen. Lúc trước em mới về đây nó cũng chịu khó chứ, nó bán cái quán phở, quán phở chỉ bán từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng đó, là mà nó thức như vậy tới nửa tháng nó chịu đựng không nổi. Rồi ban ngày về thì nhiều tiếng động với ánh sáng đó, thành ra nó không có ngủ được đó, rồi nó mới xin nghỉ và làm một ngày được Cũng bữa anh thấy em trăm cột cháo cột cái tóc lên nhìn thấy cái nghe nhờ hoành cắt tráng tóc rồi, nhìn nhìn mới giống như là mới có tóc lên không, anh nói chắc là nào một anh đột đập chắc sĩ là á, phải cắt sáng mới cắt sáng ấy, là ra tiệm cắt hay để ở nhà cắt? Ra tiệm cắt. Không mà bây giờ em Ủa vậy là em nhìn anh đẹp trai dẫn hơn về xong rồi coi như là mới cắt đúng không? Dạ cắt rồi. Chắc rồi bây giờ từ nay trở về sau là mình tìm công việc làm ổn định ha. Thì nhờ anh gì thì 3 ngày nữa có công việc. Rồi bây giờ là quyết định là không có dẫn mày đi nữa ha. Chứ bây giờ nhà cửa có sao bữa nói không có nhà cửa. Tại sống với mẹ trong chùa mà chứ không phải sống ở Không nhà. có, không có nhà cửa là không, gia Là đình nó không có nhà cửa đã bán rồi, còn này nhà ông ngoại bà ngoại. Nhà ông ngoại bà ngoại. Là nhà ông ngoại chứ không phải là nhà riêng, ý ý anh nói đó 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 là nhà đúng riêng đó ha. rồi, nhà riêng bán rồi. Là ý Bán rồi mới về đây là nhà ngoại. Dạ. Thế là nhà ngoại ở đây là tất cả là bao nhiêu người ở ở đây hả? Bốn người. Đến Hai hai chồng tôi với ha. Với hai đứa con. Còn lúc trước là ba nó với mẹ nó thì với nó đây ở nhà trển á. Dạ. Rồi bán nhà rồi mới về đây nè. Là giờ là tất cả là 6 người. Là ông ngoại còn sống luôn. Con sống Ông ngoại, bà tám mấy ngoại tuổi rồi nha. rồi hai vợ chồng của cha của ông cu này, rồi hai người này con của ngoại nữa, Hai người con với nó nữa. là 7 người chứ. Đúng rồi, là bốn Bảy chia người, hai bảy bảy người người bảy người bảy người dạ 7 người. bảy người đồng quá đếm không được.
7 người đâu có mấy mấy đâu. Dạ. Ừ, thì nói chung là bọn con cũng theo dõi được những cái video clip những của kênh Hóng Biến rồi kênh Tính Lê Cam, thấy cái sự việc mà em dẫn mẹ đi ra ngoài đường đấy là cái thứ nhất bọn con lên đây á, và cũng muốn tìm hiểu để chia sẻ. Và cái thứ hai nữa là cũng muốn khuyên em nó là tốt nhất là mình có nhà có cửa thì nên kiếm công ăn việc làm để mà có cái đồng tiền sau này, thứ nhất là lo cái tương lai của mình, cái thứ hai nữa là quay lại để báo hiếu cha mẹ và ông bà ngoại. Đó, mà lên đây tìm hiểu thì biết được cái sự việc em nó là coi như nếu như mà ngồi nói chuyện với cha là xảy ra xung đột bập nhau đấy, bập cha tét mắt lên rồi như cái đó là sai hoàn toàn, dù cha mình có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên là coi như đánh lại, đúng không ạ? Em cũng công nhận với anh ạ, dù cha mình có sai bất kể chừng nào là thôi mình im đấy, chứ mình không nên là đánh lại. Đánh lại là không có tội gì nặng hơn cái tội bất hiếu. Đấy, em ra đường em có thể là coi như hung hăng ở ngoài đường, chợ búa ở ngoài đường như thế nào đi chăng nữa, pháp luật trừng trị hết hạn về. Đấy, nhưng mà đánh cha đánh mẹ là cái tội đó là cái tội rất nặng, không bao giờ mà coi như trả hết được cái bất hiếu đó. Nghe nhà đó là cái tội bất hiếu, là cái tội nặng nhất ở trên đời này. Nên là mong sao á, mong sao ở cái clip này đưa lên, thứ nhất là cô chú anh chị ở trên cộng đồng là coi như cũng khuyên em là như vậy. Còn ví dụ như mà em thắng cha thắng mẹ, giờ cha mẹ già rồi em đánh lúc nào là được, nhưng mà em có nhớ cái lúc mà coi như em đang bồng nữa là coi như đang đút từng cái thìa sữa mình đó, mình có biết không? Đâu biết sữa không? Chỉ ngoại đút thôi, đó ngoài đút vậy. Cái lúc mà ra ai nhìn ra chứ cái lúc mà anh vừa để ra anh ué 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 là sao anh biết được? Ai có vậy, ngoại ẩm bằng ngoại sữa thôi, không có chai em liệt có đâu, em đâu có cô mang gì đâu. Ủa vậy là nếu mà cha của anh không với mẹ anh sao có anh được, vậy một mình mẹ định mẹ vậy đâu rồi. Có cô mang ẩm bồng cho sữa gì đâu. Ủa vậy là mẹ anh đi vô rừng đạp ngay cái em biết cho ngoại gặp mà em nói anh nghe nè, em nói anh nghe nè, cha thì không có ẩm bồng lo sữa, nhưng mà cha anh có thể là đi ra ngoài đường để có như là dầm nắng dầm mưa để lao động đó, để kiếm cái đồng tiền về mua sữa về á, là mẹ anh á bắt đầu pha sữa ra cho mẹ nó chăm sóc cho anh. Không, không có sữa bọng được hết. Cho anh biết lúc chỉ đó là chỉ có ngoại cho bánh nổ bánh da lợn con ngoan mình thôi. Ủa vậy lúc đó là anh bao nhiêu tuổi rồi anh biết? Chỉ có một tuổi thôi. Một tuổi anh biết rồi. Một tuổi là anh tới giờ luôn hả? Vậy là anh thành đồng luôn hả? Đó ngoại chỉ dạy viết chữ rồi đó là cho anh biết. À lúc mà viết chữ thì chắc anh cũng 8-9 tuổi rồi.